Xe này em từ ngày em làm nước đá cũng lâu rồi anh, mà 99% á là xe này là không giấy tờ, và nó là để hoán đổi lại xe là chạy rất là lâu năm, là chỉ là dùng để kéo hàng thôi chứ không làm được một mục đích gì khác nữa. Em biết là nó không an toàn nhưng em buộc vì cái kế mưu sinh, em nói thiệt là vì mua nhu cầu cuộc sống em buộc phải đặt cái tính mạng lên trên đó. Tiện lợi, nó tiện lợi giá thành rẻ phải chăng? Cái xe này á là nó nghe có giấy tờ đàng hoàng, nhưng mà tại vì mình bán trong chợ á, rồi lấy xe này để chở hàng giao vòng vòng ở chợ thôi. Cái này tôi đi đang giao hàng cho người ta đó, chứ không phải là xe không giấy tờ. Cái này thì nó cũng sai với người giao thông rồi, nhưng mà cái này á là tự vì người ta nghĩ là người ta giao đồ vòng vòng chợ á thì nghĩ đi xe này thôi, chứ còn nếu mà đi xe mà mới nữa ra mà thì đi mấy bữa nó hư hết.